thì giờ nữa lễ Nhật về thì nhìn kỹ cái mặt này nè, hơi phải chạy nè, khổ đi ha. Trời ơi, trang điểm này làm gì? Ngày hôm nay em làm cô dâu mới, khoác cho mình chiếc áo cô dâu. Có anh cầm mấy chiếc bài thật ấy. Tuần sau là lên du tiếp đánh là đám cưới Bi Yến các bạn nha, và sẽ có biết mấy tấm nữa hả? Chào các bạn, chào các bạn. Nhìn lên nước này, nước kia nhìn ra.
Thank you.